Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với đội xe Nova 4x4 và mình là Hà Nguyễn. Hiện tại bên cạnh mình đang là một chiếc Ford Raptor 2020, siêu bán tải địa hình bán chạy nhất tại Việt Nam. Xe được trang bị động cơ biturbo 2.0 với hộp số tự động 10 cấp, mang lại công suất tối ưu, khả năng tăng tốc nhanh cũng như là chính xác nhất. Điểm đặc biệt của chiếc xe là hệ thống treo đa điểm kết hợp với lò xo và đặc tính chịu lực của Fox, mang lại khả năng thích ứng với mọi địa hình xấu. Wow, nghe tới đây thì có vẻ như chiếc xe này không còn gì để chê cả. Nhưng thực tế, các bác tài sau khi đã trải nghiệm trên chiếc xe này thì đều có một nhận xét chung, đó là lò xo của xe thì hơi mềm. Trên Ford Raptor được thiết kế với hệ thống treo linh hoạt để chạy trên các địa hình không bằng phẳng ở tốc độ cao. Điều này thì dẫn tới lò xo phải mềm. Cũng chính đặc điểm này mà khi mà chúng ta di chuyển trên các cung đường nhựa có gợn sóng hay là vào cua xuống dốc thì xe sẽ bị chồng chềnh và lắc lư. Điều này cũng chính là nguyên nhân dẫn đến các khách hàng ngồi trên xe sẽ cảm thấy mệt mỏi và thậm chí là dẫn tới say xe. Và để khắc phục tất cả những vấn đề trên thì Nova 4x4 đã đưa ra một giải pháp, đó chính là thay thế bộ lò xo zin theo xe bằng một thương hiệu lò xo đến từ Úc, chính là bộ lò xo King. Hiện tại sau khi gắn bộ lò xo này trên rất là nhiều xe Range Rover Raptor thì Nova 4x4 đã nhận được rất là nhiều phản hồi tích cực. Vậy thì câu hỏi được đặt ra là khi nào thì chúng ta nên thay thế lò xo? Thứ nhất, khi chúng ta muốn có cảm giác lái hoàn hảo nhất, việc thay thế lò xo thì sẽ giúp cho xe của chúng ta di chuyển linh hoạt hơn. Và điều đặc biệt nhất đó là sẽ loại bỏ được tình trạng bồng bềnh lắc lư của xe. Lý do thứ hai, khi mà chúng ta muốn nâng chiều cao của xe, đối với các dòng xe bán tải thì các bác tài hay muốn gắn thêm cản trước, tời hay là phía sau thì mình sẽ hay trang bị thêm lều dã ngoại hoặc là cản sau. Điều này thì khiến cho chiều cao của xe sẽ bị hạ thấp và việc thay thế lò xo sẽ giúp cho xe cao lên khoảng tầm từ 5 đến 6 phân. Lý do thứ ba, khi mà chúng ta muốn trở nặng an toàn, Range Raptor thì thiết kế với hệ thống treo sau là sử dụng lò xo thay vì sử dụng nhíp. Điều này dẫn đến hạn chế về trở nặng so với các dòng bán tải khác. Và việc mà chúng ta thay thế một loại lò xo có sức tải lớn hơn 500kg là điều thực sự cần thiết. Và nếu như chúng ta đang muốn thay đổi hay khắc phục một trong ba lý do trên thì hãy đến Nova 4x4 và thay ngay bộ lò xo King này nhé. Chúng tôi đã có sẵn xe trang bị bộ lò xo King này cho các bạn trải nghiệm. Đừng ngại bỏ ra 11.520.000 để đưa chiếc xe của bạn về đúng giá trị của nó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau.